Trong video này kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về cái cấu tạo cái văn khuôn hay còn gọi là cái cúp pha để đúc những cái đoạn bó vỉa bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, sau đó là đi lắp vào những cái tuyến đường được xây dựng mới. Đây là cái sản phẩm đây. Còn đây là cái cấu tạo cái cúp pha. Thì người ta tận dụng hai bên một cái tuyến đường cũng ít có người qua lại để người ta ghép cái cúp pha này. Sau đó người ta thi công sao thành từng cái cấu kiện bê tông cốt thép, rồi người ta bóc dỡ lên và tập kết thì đến cái vị trí thi công gần đó. Thì đây là cái cấu tạo chi tiết này, cái mặt mà thấp hơn ấy, thì người ta dùng một cái thanh sắt hộp. Cái phía mà cao hơn á thì người ta dùng hai cái thanh sắt hộp. Liên kết với một cái tấm ván ép. Cái chiều cao của tấm ván ép thì nó bằng với cái chiều cao của cái mặt này, của cái cấu kiện này. Còn cái chiều cao của hai cái thanh xếp hộp nó lại với nhau đó, để làm sao thì nó bằng cái chiều cao này. Đây, hai cái thanh xếp hộp nấu lại đây. Rồi ở giữa nó cũng có một cái thanh sắt hộp vuông để nó tạo cái gà này. Đây là cái hình ảnh mình nhìn cái mặt trong của cái thành cốp pha ở cái phía bề dày của cái bó vỉa dài hơn á. Rồi cái chỗ mà giữa ngang giữa hai cái cấu kiện á thì nó cũng có một cái tấm thép như này để nó ngăn cách ra. Khi mà mình tháo cái cốp pha, mình cạo từng cái cấu kiện vậy cho nó dễ. Còn để mà cố định các cái thành đó thì nó sẽ có những cái thanh sắt xây dựng á, người ta khoan một cái lỗ dưới đường á, rồi người ta đóng nó xuống. Đó là cái chân tại những cái tấm cốp pha mà nó nối như này này, thì đương nhiên là giữa hai bên đó sẽ có hai cái thanh thép đó. Đó là cái chân của cái thanh thép thôi, thì người ta đóng xuống nền. Còn cái đầu của thanh thép thì người ta cố định bằng những cái thanh kiểm buộc như này. Để lót ở trên cái mặt đường để mình đổ bê tông nó không dính xuống đường á, thì người ta dùng một cái ni lông màu đen, người ta trải xuống dưới đây. Mỗi lần đổ thì nó được rất là nhiều cái cấu kiện như này hai bên đường luôn. Ghép cái pha xong thì người ta sẽ gọi bê tông tươi đến, bê tông thương phẩm á, sẽ bồng nó đến, nó đổ vào, nó xả vào thôi. Tuyến đường này ở giữa thì xe bê tông, xe bồn chạy vô tư, sau đó đầm dừa chặt, chờ sau 2-3 ngày bê tông nó đông kết thì người ta sẽ tháo hai cái thành hai bên, rồi người ta cạo từng cái cấu kiện bê tông ra, người ta chắc lên đây. Thì cái đây là cái văn khuôn cho những cái cấu kiện bó vỉa bê tông cốt thép đúc sẵn cho cái cấp đường hay là cái đường nội bộ khu dân cư thôi.
Còn đối với những cái đường quốc lộ thì các thứ thì người ta cần số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn thì người ta sẽ đúc từ nhà máy. Thì đây chúng tôi sẽ quay thêm một cái đoạn đường trong cái khu dân cư mà cái đội thi công này người ta đang thi công. Đây, đây là cái khu dân cư hiện hữu. Người ta đang có nhu cầu là nâng đường. Thì các cái cấu kiện bê tông sau khi đúc xong nó sẽ được lắp ráp với nhau như này để nó thành cái bô vía. Cái việc đúc sẵn như này nó sẽ giúp cho cái việc thi công nó nhanh hơn, vì bên trong cái vỉa hè đã có nhà đang ở. Nếu mà chúng ta đúc tại chỗ như này thì nó rất là lâu, nó kéo dài, nó gây ảnh hưởng đến cái việc đi lại lưu thông từ trong trong các cái nhà dân hiện hữu á, đi ra bên ngoài. Nó không cho phép cái việc thi công kéo dài, cho nên người ta phải đúc sẵn. Đây là cái tuyến đường mà người ta đang thi công nâng cái cao độ đường lên. Kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế các công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.